Xin chào các bạn, cha của tỷ phú giàu nhất thế giới là ai chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Aaron musk cha của Elon Maxer, sinh năm 1946 tại Nam Phi, là một kỹ sư, doanh nhân và cựu phi công. Ông được biết đến nhiều nhất với vai trò là cha của Elon Maxer, CEO của Tesla và SpaceX. Nhưng ông cũng có một cuộc đời phức tạp và đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tinh thần tham vọng và doanh nhân của các con. Aaron lớn lên ở Pretoria. Nam Phi, trong một gia đình khá giả. Cha ông là một nhà phát triển bất động sản nổi tiếng và sở hữu một số mỏ. Eron theo đuổi sự nghiệp kỹ thuật. Sau này làm việc như một kỹ sư điện cơ. Ông có nhiều mối quan tâm từ bất động sản đến thám hiểm và được coi là rất thông minh, có kỹ năng kỹ thuật cao. Điều này ảnh hưởng sâu sắc đến niềm đam mê của Elon với công nghệ và kỹ thuật từ khi còn nhỏ. Người ta mô tả Eron Musk là một người rất cứng nhắc, Ông thông minh và có tài về kỹ thuật chẳng khác gì Elon nhưng lại khá ngang ngược, Elon đầu tư vào nhiều dự án, bao gồm tư vấn kỹ thuật và phát triển bất động sản và đạt được thành công tài chính. Đáng chú ý, ông được cho là sở hữu một phần mỏ ngọc lục bảo ở Zambia. Điều này gây ra nhiều tranh cãi và đồn đoán. Mặc dù những dự án này mang lại cho ông sự giàu có, sự nghiệp của Elon vẫn bị ảnh hưởng bởi các mối quan hệ gia đình phức tạp và những thay đổi trong kinh doanh. Eron Musk kết hôn với May Musk một người mẫu kim chuyên gia dinh dưỡng người Canada gốc Nam Phi và họ có 3 người con Elon, Kim Bang và Tosca Họ ly hôn vào năm 1980 và các con chủ yếu sống với Eron sau khi ly hôn dù sau này họ dành nhiều thời gian hơn với mẹ Eron được mô tả là một người vừa thông minh vừa gây tranh cãi và có ảnh hưởng đến các con với Elon coi ông là một hình ảnh có nhiều thử thách Trong những năm sau này cuộc sống cá nhân của elon tiếp tục phức tạp. elon Max là người tài giỏi trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật. Bất động sản, nhưng cũng chịu tai tiếng vì các mối quan hệ tình ái phức tạp. elon Maxer, bố của tỷ phú Elon Maxer, thu hút sự chú ý của thế giới hôm ngày 13 tháng 7 năm 2024 khi xác nhận đã có thêm con thứ hai với Jana Bejudenu, con riêng của vợ cũ hay, 35 tuổi, người từng gọi ông là bố dượng, giống như Elon Maxer. Người đàn ông 76 tuổi này cũng vướng vào nhiều mối quan hệ tình ái phức tạp, về sơ đồ gia đình tỷ phú Mỹ Elon Musk rất phức tạp và ngày càng có thêm nhiều thành viên. Khi có 7 con với 3 phụ nữ, còn Elon có 10 con, hai đời vợ và nhiều nhân tình. Ảnh hưởng của Elon đối với Elon đã được ghi nhận nhiều, dù họ có mối quan hệ căng thẳng. Elon đã từng nhắc đến sự khích lệ của Elon trong những theo đuổi kỹ thuật ban đầu như là điều nền tảng nhưng cũng miêu tả mối quan hệ của họ là đầy thách thức. Thành tựu và tư duy kỹ thuật của Eron thường được xem là yếu tố nền tảng giúp hình thành tham vọng và khả năng kỹ thuật của Elon. Ngày nay, Eron Musk thường được công nhận nhiều hơn vì mối quan hệ của ông với Elon Musk hơn là những thành tựu cá nhân. Ông vẫn là một nhân vật gây tranh cãi. Được biết đến với trí tuệ, tinh thần phiêu lưu và những lựa chọn cuộc sống gây nhiều tranh luận đã để lại dấu ấn lâu dài trong mối quan hệ gia đình của ông cảm ơn bạn đã xem video